em chuẩn bị bò chuột nhá. Đây đây đây. Đây đây. Mày đứng vào góc, mỗi người đứng vào góc, nhìn. Đây đây đây. Đây 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 rồi. Chạy đây rồi. Đây có hai con. Con nhỏ á. Đâu đâu? Được không? Đấy. Đâu ấy nhờ? Thật thủ ấy. Đây có con nữa, đây đoạn này có con mà. Có đấy. Cầm cầm một con nữa. Đó lận. Tay anh Tuấn. Ở bên trên này, bên trên này, bên trên này. Tay anh Tuấn. Còn đây vừa tôi. Ông còn ở bên trên không? Đấy đi. Ui giời. Bắt được mà. Cờ bao. Đây, tụi. Đây đây. Đấy. Sát thủ chưa? Thịt mẹ ánh rồi. Đấy. Cho vào, đừng bị chết. Đấy. Ông kéo cứ đấy, tí nó cắn thủng. Đấy, bị phải cắn thủng với bắt tí về cho lồi thì sợ gì. Đấy, đến lúc về lồi chuột to ra hết là cứ. Nó cắn nó phát. Cắn rồi. Cắn rồi. Mở ra luôn, quẳng luôn, quẳng luôn nào. Một tay ra được chuột. Đây, hai con. Con nhỏ à. Con này mở ra em luôn nào. Con này mở ra em luôn nào. Tổ ơi. Ui rất tiếng. Ê. Đây. Nhiều ơi. Nhiều ơi. Đây chạy mấy con hiền mà. Đứng bên kia đây. Ôi nhiều lắm đây. Nhiều anh em chạy nhúc vậy.
Vân ơi, mở ra, bỏ thuốc ra bố. Tuấn đây, Tuấn đây. Tuấn đây này. Ê này. Ê, mở ra. Đây này, hai con đưa đây này. Hai con đưa đừng đứng đây này, hai con. Ba con này. Nhớ. Con to được không? Không có nước à. Đây đây. Nhiều ấy, nó chạy nhiều. Anh Yên nó bỏ anh Yên ơi. Anh bầu làm mấy con ấy? Nhiều quá. Nhiều quá làm gì mà sợ nhiều quá. Nhiều quá. Chỉ đam mê là chủ yếu. Nhiều chuột. Con bố mà. Bắt. Ôi nhưng mà. Một hai cái chuột to này đúng nhỉ? Đúng không? Chuột à, mẹ toàn chuột to anh này. Đáng nghe là cái lúc mà cháu gọi chú ấy giải lên. Giải ra chanh. Không phải đâu, giải lên trên được mà. Không, giải chú đặt lấy lá chanh đấy và lá chanh giải luôn không tí nó khô nó không dính. Thần nam rồi. Nhưng mà cái bát nhỏ ấy. Chỗ này mua được hai, chỗ này mua được xương nó cho các cụ mang về bỏ. Bạn mình luộc thế chắc liệu chín không? Con này chưa ăn mèo, mình luộc mèo như này. Còn róc hết cả da ra rồi bên này. Bắp cái gì? Ui, con cá nó kéo cắt rồi đấy. Cứ thế chúng nó xé ăn. Không kéo cắt rồi. Kéo rồi nó cắt. Đấy à? Thì chuột nó mềm mà. Nhưng mà chị trông hấp dẫn phết. Ra gì nữa ra chanh. Tí có làm không ăn? Chúng ta ra gì không thì nhìn cho nó. Cháu nói thật với cô mà ăn thịt chuột cô bỏ thịt gà luôn. Nó lũn. Nó ủ đâu? Cổ cú lũi bài và cổ cú. Ngọt nhạc. Ngọt. Chấp nhận không ạ? Ông thử ăn miếng gan nè. Ăn quên sầu luôn. Ôi em đi pha chế thì gì? Gì? Con gà đấy mới còn hạt hay không? Hả? À. Không phê. Phê. Gà uống ít gà quá. Nắp xem ạ, sử dụng.